Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập thực hành các mạch điện của công nghệ lớp 9. Nội dung gồm có: chúng ta tìm hiểu nguyên lý làm việc của các mạch điện và ứng dụng của các mạch điện trong thực tế. Em kết nối cột A tương ứng với cột B, với cột A là tên mạch điện và cột B là nguyên lý làm việc của mạch điện. Và sau đây là đáp án. Đây là kiến thức các bài cũ, thầy rất mong muốn các em nhớ lại và điền chính xác 100%. Bây giờ chúng ta cùng vẽ lại sơ đồ lắp đặt mạch điện. Mạch điện gồm có hai cầu chì, mỗi cầu chì bảo vệ một công tắc và mỗi công tắc điều khiển một đèn. Các em vẽ cho thầy. Chúng ta cùng nhìn đáp án.
Chúng ta có 4 cái hình. Các em hãy quan sát và cho biết tên mặt điện của từng hình. Việc ứng dụng của mặt điện, các em xác định mặt điện. Việc lập bảng dự trù, dụng cụ, vật liệu và thiết bị rất cần thiết để chúng ta thực hiện được mặt điện một cách chính xác và đầy đủ theo yêu cầu. Với những dụng cụ thì chúng ta cần có kìm điện, kìm thúc dây, dao nhỏ, thúc vít, khoan điện, vân vân. Đối với vật liệu, chúng ta phải xác định được khoảng cách giữa các thiết bị điện, vị trí lắp thiết bị điện, bảng điện và nguồn điện. Từ đó chúng ta tính toán dây, tính toán ống. Và tùy theo yêu cầu của mặt điện thì chúng ta có các thiết bị tương ứng. Ở đây thầy ví dụ chúng ta có sử dụng bóng đèn tròn thì chúng ta cần có đuôi đèn. Chúng ta sử dụng bao nhiêu cái cầu chì, bao nhiêu bảng điện, công tắc hai cực, vân vân. Và đây là quy trình lắp đặt mặt điện. Các em đã nắm và các em có biết thầy yêu cầu các em làm đúng những gì đã được học để chúng ta có được kết quả tốt nhất. Ở phần vạch dấu, các em luôn nhớ tất cả các thiết bị điện đều nằm cân đối ở giữa bảng điện. Nếu có hai thiết bị điện thì sẽ chia đều ở hai bên. Nếu có một thiết bị điện thì chúng ta để thiết bị điện đó nằm ở ngay trục đối xứng của bảng điện.
việc lắp thiết bị vào bảng điện. Khi chúng ta lắp, các thiết bị điện đều có chữ nằm ở theo hướng quy định, thì chúng ta cái phần quy định đó nằm ở phía trên hoặc bên phải của bảng điện, để khi người sử dụng, người ta sẽ sử dụng đúng theo quy định. Việc nối dây vô mạch điện, chúng ta cần phải đảm bảo theo đúng sơ đồ mạch điện. Dây pha phải đi qua cầu chì, từ cầu chì qua công tắc và công tắc ra đèn. Chúng ta đảm bảo mối nối thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật, dẫn điện tốt, đảm bảo chắc chắn, cắt điện an toàn và gọn gàng thẩm mỹ. Sau khi thực hiện xong, chúng ta kiểm tra mạch điện theo các tiêu chí sau. Nhất, chất lượng sản phẩm có đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thứ hai, bền, đẹp, chắc chắn, vận hành đúng yêu cầu. Tiêu chí thứ hai, thực hiện theo quy trình. Việc đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình giúp cho chúng ta rút ngắn được thời gian và chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Tiêu chí thứ ba, ý thức lao động. Trong quá trình thực hiện lao động, chúng ta phải nghiêm túc. Các em tự rèn luyện bằng cách thực hiện mạch điện hai công tắc, hai cực điều khiển hai đèn. Với hình vẽ B, chúng ta sẽ thấy các khoảng cách từ nguồn điện đến ống xuống dưới bảng điện là 30 cm, khoảng cách từ bảng điện đến đèn 1 là 60 cm, khoảng cách từ đèn 1 đến đèn 2 là 30 cm,